Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Và hôm nay cũng là một cái ngày đầu xuân, Minh Toàn muốn đến Văn Miếu để gửi đến cô chú và các anh chị một số cái hình ảnh về Văn Miếu đầu năm. Khi mà đây là trước cổng vào Văn Miếu, chúng ta mà vào Văn Miếu thì trước hết là chúng ta phải mua vé. Đây thì chúng ta mua vé là chúng ta mua ở quầy vé này. Và bây giờ là Minh Toàn sẽ vào trong quầy vé để Minh Toàn mua vé, và Minh Toàn cũng muốn gửi đến cho cô chú biết luôn là giá vé vào Văn Miếu như thế nào nhé. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì nó nằm ở đường Quốc Tử Giám. Đây là khi mà chúng ta đi xe máy là chúng ta vào cổng chính đây để chúng ta gửi này. Văn Miếu thì có hai cổng, một cổng vào một cổng ra. Thì đây là cổng vào. Hai vé người cao tuổi. Đây, ra vé đây. Vé vào cửa là 30.000 đồng trên người. Học sinh, sinh viên có thẻ là 15.000 đồng. Trẻ em dưới 15 tuổi là miễn phí. Từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 10. Và các ngày 15 tháng 10 là mở cửa vào từ 7:30 đến 18 giờ. Còn các ngày khác là từ 8 giờ cho đến 17:30. Giá vé như Minh Toàn đây là 30.000 đồng 15 tháng 4 đến 15 tháng 10. Ở Văn Miếu thì cũng có các cái khách du lịch của nước ngoài về đây để tham quan. Văn Miếu là một cái nơi rất là nổi tiếng của không những riêng Hà Nội mà còn của Việt Nam của chúng ta. Toàn cái này là phải xếp hàng một chút, bởi người đi trước thì mua trước, người đi sau mua sau. Đây là một cái ngày không phải là ngày cuối tuần nhưng mà Văn Miếu thu hút khá là đông du khách về đây để tham quan. Đây là vé vào Văn Miếu đây cô chú và anh chị. Đây là toàn thể vé vào Văn Miếu này. Trên vé thì có in các cái hình ảnh của Văn Miếu
Bây giờ mình Toàn sẽ vào Văn Miếu để tham quan và gửi hình ảnh đến cô chú, nhất là các bạn học sinh. Các bạn học sinh mà vào tham quan thì có các cái vé như này. Đây có các em nhỏ ở dưới tham quan. Khi vào cổng thì người ta sẽ soát vé và xé đi 1/3 của cái vé. Và đây là phía trong của Văn Miếu. Các con nhìn đáng yêu. Đây là toàn cảnh phía trong của Văn Miếu. Trong Văn Miếu thì có rất là nhiều cây gốc khá là to, cây cổ thụ, và có các cái đường đi thì chúng ta cũng không nên dẫm lên các cái cỏ như thế này, người ta cũng cảnh báo luôn. Đây là một đoàn tàu nhỏ bé xíu, hay là chúng em, người đi đầu và chú lái sau, đoàn chúng em lái đuôi nhau thành hàng dài, ta đếm 1 2 1 2 đi. Đây là cái cửa để chúng ta vào Văn Miếu. Trong này có để các cái bảng hiệu để chúng ta biết được luôn là như thế nào ở đây. Đây là vào một cái cửa phía trong nữa rồi. Trong này thì có các cái bé để học vẽ như thế này, vừa để học vẽ rất là đáng yêu luôn. Các nhà trường, các mẫu giáo thì hay đưa cho học sinh đến đây, bởi Văn Miếu là một cái nơi để mà có thể nói là cầu danh, cầu đạt, cầu tài. Về thi cử thì thường thường là các sĩ tử là hay về đây thắp hương trước mỗi mùa thi. Vào mùa thi thì nơi này đông lắm. Đi là đi theo trường từ từ, chúng mình đi từ từ nào. Đây là một cổng vào tiếp của Văn Miếu, nhưng mà mình Toàn sẽ rẽ sang bên phải này. Rẽ sang bên phải này. Đây là một cái hồ khá là, trong này không biết là trồng cái gì, không biết là hoa sen hay là cái gì. Trong hồ này trồng hoa sen, hoa súng. Đây là hoa súng. Ở đây có một cây cổ thụ khá là to. Đây là cổng vào chính, và chúng ta vào cái cửa ngách này. Cửa ngách cũng là một cái nơi để chúng ta đi vào được. Wow, em đáng yêu quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là các cái bia đá mà ghi công danh của các cái chiến sĩ. Đây là cái vườn bia chiến sĩ. Trên 82 tấm bia khắc họ tên quê quán bằng chữ Hán của 1304 chiến sĩ đỗ đạt trong 82 khóa thi tổ chức từ năm 1942 đến năm 1779. Vườn bia tiến sĩ là hạng mục quan trọng nhất của khu thứ ba. Chính giữa khu vườn bia là một hồ vuông được gọi là Thiên Quang Tỉnh, giếng ánh sáng trời. Hai bên là Thiên Quang Tỉnh, về phía đông và phía tây là các dãy bia tiến sĩ. Mỗi tấm bia được đặt trên đế bia hình con rùa, tượng trưng cho sự trường tồn và vĩnh cửu. Đây là cái hồ ở bên mạn bên kia cũng có các cái bia đá, hai bên là hai dãy bia đá gồm 82 cái bia đá. Và trên bia đá này thì được đặt trên một cái con rùa, mỗi bia đá đặt trên một con rùa thể hiện sự trường tồn. Phía sau có đấy cô chú. Minh Toàn đang đứng ở phía trong của Quốc Tử Giám và phía trong kia là đền thờ rồi. Đấy, cô chú và các anh chị cũng nhìn thấy được các em nhỏ về đây để tham quan Quốc Tử Giám. Phía sau kia là cái vườn cây. Đấy, vườn cây khá là nhiều cây ăn quả như cây xoài, nhãn, vải. Hai bên này là bán các cái đồ lưu niệm và viết thư pháp, đặc biệt là viết thư pháp này. Đấy, có nơi viết thư pháp. Ở đây thì có các cái ảnh gương, đây một số cái ảnh lưu niệm. Cây gương. Điều còn thiếu nghệ thuật sắp đặt, sắp xếp gương ảnh giấy thép. Hey!
Dạ cháu cũng không biết luôn. Dạ cháu mới thấy cái này ở đây. Và bây giờ Minh Toàn sẽ vào trong cung để Minh Toàn thắp hương. Chính như thế mà Minh Toàn sẽ xin phép dừng video này ở đây. Nếu cô chú và các anh chị, đặc biệt là các bạn học sinh, nếu mà quan tâm mà muốn tìm hiểu về văn miếu Quốc Tử Giám, xin mời cô chú và anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất về cái Hà Nội và Quốc Tử Giám, văn miếu Quốc Tử Giám nói riêng. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.